Con hay cúng dường bố thí công quả giúp đỡ mọi người, chia sẻ Phật pháp trên TikTok, nhưng con cảm thấy thọ hỷ của con không nhiều. Nhưng con rất tích cực vun bồi thiện nghiệp mỗi ngày. Quý sư cho con hỏi làm sao để tăng trưởng thọ hỷ khi làm phước được không ạ? Con xin cảm ơn quý sư. Đầu tiên thì sư tán thán cái việc quý vị làm thiện ha. Đó là một điều rất là tốt. Còn cái chuyện mà quý vị làm thiện mà mình không có cái hỷ nhiều á, thì đó mình muốn tăng cường cái hỷ thì có một số cách. Thứ nhất là mình suy tư về nghiệp và quả của nghiệp. Từ đó mình hiểu được những cái việc mình làm nó sẽ cho quả báo như thế nào. Từ việc suy tư về nghiệp và quả của nghiệp, nó sẽ làm tăng trưởng niềm hoan hỷ khi mà mình làm thiện. Rồi một cái phương pháp nữa là khi mình làm thiện thì hãy suy nghĩ đến ân đức của Phật, Pháp và Tăng. Ví dụ như khi mình bố thí, mình nghĩ đến ân đức của Phật, mình truy ơn nhờ có Đức Thế Tôn mà mình đã biết làm thiện và mình đã làm thiện như thế này. Và mỗi lần mình làm thiện là mình đã làm điều tương ứng với lời dạy của Thế Tôn, mình đã đi theo lời dạy của Thế Tôn. Nếu như Thế Tôn có mặt ở đây thì Thế Tôn sẽ khen ngợi việc thiện mình làm. Và mình là người gần gũi với Thế Tôn. Đó. Thì như thế cái hỷ sẽ tự nhiên nó phát sinh. Rồi nếu như mà được nữa thì mình khi mình làm thiện á, mình cần phải nỗ lực nhiều hơn. Đôi khi cái thiện mình làm á, nó mang tính chất hời hợt, nó ít sự đầu tư, ít sự tập trung. Sự đầu tư ở đây là gì? Ví dụ như một cái công việc mà mình làm, mình lên kế hoạch một tuần, một tháng mình chuẩn bị đó, rồi một cái thiện sự lớn lao, rồi khi mình làm được á, thì mình sẽ thấy hoan hỷ hơn là những cái chuyện nó nho nhỏ mỗi ngày. Mặc dù đúng là cái chuyện nho nhỏ mỗi ngày đó nó cũng là phước, là thiện. Tuy nhiên khi mà mình có sự chuẩn bị, có sự nỗ lực, và cái sự nỗ lực lớn đó nó thành tựu, thì đương nhiên là cái sự hoan hỷ nó sẽ lớn hơn rất là nhiều. Thì đó là những lời đề nghị của sư, và không biết Đại Đức Tuệ Tường có chia sẻ gì thêm về vấn đề này hay không. Kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị, thì ở đây quý vị hỏi về vấn đề hỷ, hiểu không? Cái trạng thái hỷ á, thì Đức Hành Tại trả lời vấn đề chính với quý vị á, thì sư hoàn toàn đồng ý thưa quý vị. Có nghĩa là Đức Hành Tại trả lời ngay trọng tâm đó, không? Còn nếu mà mình muốn cái hỷ đó nó thuần khiết hơn, không, nó cao thượng hơn, thì tu thêm hỷ ở trong tứ bộ lương tâm. Ở đây thì sư xin nói thêm một cái khía cạnh khác, không? Sư xin nói thêm một khía cạnh khác. Mục đích là để cho quý vị làm cái thiện nghiệp gì nó ít nhất là phần nào, nha, sư nói phần nào là phải nó còn những phẩm, nó phải có phẩm chất ba la mật thưa quý vị. Bởi vì sao? Bởi vì đã mình nói làm thiện thì mình hướng đến ba la mật, thì ba la mật là những phẩm chất hướng đến giải thoát. Ở đây thì quý vị chỉ đề cập đến hỷ thôi, nhưng mà sư không biết quý vị có biết không, nên là chỉ giống như là sư chỉ góp ý thêm thôi, không? Cái vấn đề quan trọng nhất thưa quý vị, thọ hỷ hay thọ xả gì đó, nó không quan trọng bằng cái này đâu. Không quan trọng bằng là cái gì, thọ hỷ hay thọ xả, mình làm phước là thọ hỷ thọ xả gì cũng được, nhưng mà cái quan trọng nhất á, mình làm thiện nghiệp á, là mình phải hợp trí tuệ thưa quý vị, hợp trí tuệ mới cực, cái đó là cực kỳ quan trọng, xin nói thiệt, cực kỳ quan trọng. Hợp trí tuệ là sao, là mình có niềm tin vào nghiệp quả của nghiệp, có niềm tin vào tam bảo, và có cái nguyện là đoạn tận khu chứng ngộ niết bàn.
đó là cái khi mà mình làm thiện nghiệp đó, nó có trí tuệ quan trọng. Và cái thứ hai là gì, mình đầy đủ tâm tư, tức có nghĩa là mình có thể hoan hỷ, mình có thể tâm hoan hỷ, tâm xả thì cũng được, đúng không, là trước khi làm, trong khi làm và sau khi làm. Đó là cái điều mà sư muốn gửi lời khuyên đến cho cái vị đặt câu hỏi này và những cái vị mà xem live, xem trên kênh của cái thành bạn đó, mới là cốt yếu thôi việc. Tại vì mình đôi khi mình không hiểu là bây giờ, thí dụ bây giờ sư nói đi, mình làm với tâm nó thọ hỷ nhiều, sư cho thọ hỷ nhiều luôn nha, hỷ mà đạt được giống như quý vị mong muốn luôn á, đúng không, nhưng mà mình làm phước ly trí rồi, mình làm phước không đủ tâm tư, thì xin thưa quý vị, mình có thể là người nhị nhân thưa quý vị, mấy người nhị nhân rồi, thậm chí có, thậm chí xui xui hơn nữa là có thể là người lạc ngu nhân, nó như vậy, nó thiếu sót như vậy. Tại vì khi quý vị mình làm phước mà nó không hợp chí, mà nó không đủ tâm tư thì những cái phiền não thưa quý vị nó dễ quấy rối mình lắm, phiền não dễ quấy rối thì cái quả nó ra giống như sư có nói đó. Cái quả, một cái quả ở chỗ đôi khi nó không ngọt, rồi nó bị úng, nó bị sâu này nọ các kiểu này nọ như vậy đó. Cho nên là trước khi kết thúc câu trả lời này, sư vẫn cho lời khuyên là để thành tệ đã đưa ra vị cái giải pháp mà làm sao mình tăng được cái hỷ được, nhưng mà cái điều mà sư muốn vị hướng đến cao thượng hơn là mình làm bất cứ thiện nghiệp gì, hỷ hay xả cũng được, gọi là nói chung là phải bắt buộc luôn, mà phải có phẩm chất, đó là gì, cái tâm thiện nó phải là hợp trí tuệ và đầy đủ tâm tư, thì cái đó mới là cái sự, cái thiện nghiệp mới đúng là cao thượng, thì cao thượng hướng đến chứng ngộ pháp siêu thế, thì đạt được hạnh phúc suốt thế gian, và thậm chí là hạnh phúc ngay trong đời này và những đời sau luôn. Và cũng xin kết thúc phần trả lời câu hỏi này.